Xin chào các bạn. Thì clip này là tiếp tục theo cái phần 1 là ở trên xe. Thì bây giờ mình đã đến một tu viện Phước Hải. Đây là một ngôi chùa nằm trên Long Thành. Thì mình ghé vào đây để mình lễ Phật và sau đó mình muốn ăn, nghỉ ngơi. Đây là người ta có từ thiện món bún riêu chay và cơm chay đó các bạn. Ai muốn đói bụng thì cứ ăn ha, rồi là vào lễ Phật. Chung quanh đây rất là nhiều cảnh đẹp luôn. Mời các bạn hãy xem tiếp cuộc hành trình của mình nhé. Bớt ra hả? Thôi để lấy đi, còn có ăn không để xuống đi. Nè cái giá nè anh. Nóng, đang nóng.
sao nước hình như có lửa không sao đấy đó. Tự xử đó. Ớt vô, bà chanh vô, ăn cho biết. Đó giờ anh Minh có ghé ở đây chưa? Có cái chỗ bán bánh xèo, có rồi bánh xèo, chùa bánh xèo. Ở đây là chùa để mình ăn, rồi mình vô mình cúng Phật, rồi mình cúng dường tiền cho người ta. Cái chùa đó này nó nhiều, mấy cọng cúng nhiều. Nó ăn nhiều múc nhiều không ai cấm cản. Ăn nhiều múc nhiều mà. Còn cái này là gì đây? Cái này là đồ biết ăn cơm. Kiếm ớt mẹ vào bụng đây. Ớt mình ăn thử nha các bạn. Thì quý ớt hả? Ai mà có đi ngang qua chùa thì ghé ở đây ăn ha. Này bán bún riêu, chỗ mà bán bánh xèo. Xin mời các bạn. Phải thôi. Tại vì mình đi ngày hôm nay là ngày thường cho nên là ở cái chùa rất là vắng. Mình ghé mình ăn thử cái món bún riêu thì người ta nấu bún riêu á, người ta để đây ai muốn ăn có cơm nữa các bạn. Muốn ăn nhiều ăn, nhưng mà mình ăn rồi thì mình vô chùa mình cúng chùa cho người ta có kinh phí để mình ta hành tiếp nha. Gì vậy? Chụp hình được bơi rồi ha. Đây, chụp hình người phụ nữ mới vừa quá chậm. Đi mấy dạng vui không? Ăn nấu nước lèo ăn cũng được lắm, ngọt. Sau khi mình ăn xong một tô bún riêu chay ở đây rồi thì mình sẽ tiếp tục chặng đường tiếp theo nha các bạn. Đi thẳng tới Long Hải, Phước Hải. Rồi xin mời các bạn hãy xem tiếp cái cuộc hành trình này ha. Thank you.
bây giờ mình sẽ lên xe mình đi tiếp tới là bây giờ đi ăn hả? Tụ điểm tới một cái quán ăn bánh hỏi thịt nướng của ăn nhất nha các bạn. Ở đây rất là mát luôn. Cái này là vườn Lâm Tỳ Ni. Yeah.
Đặc biệt ở đây về Phước Hải, Long Hải là có món bánh hỏi rất là ngon nha các bạn. Người ta làm bằng bột nếp hay bột gì đó mà dễ dẻo ngon lắm, nó khác với lại bánh hỏi ở Sài Gòn. Và bây giờ là người ta đem lên cho mình hai món là thịt nướng và chả giò tôm cua. Món chả giò tôm này cũng rất là ngon. Và bây giờ mời cả nhà các bạn hãy xem những món ăn này để mà biết sau này các bạn hãy ghé đây để mà ăn thử qua nha. Rồi xin mời các bạn. Sau khi mình ăn bánh hỏi ăn dứt xong rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục lên đường nha các bạn. Mình đến nơi resort Lăng Rừng để mà mình review và mình sẽ